Mâu thuẫn gia đình, phóng hỏa đốt nhà khiến 5 người trong một nhà tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn. Ông VQH, sinh năm 1967, Tuyên Quang, đã đốt nhà làm 4 người thân trong nhà tử vong. Sau đó H, nhảy từ tầng 2 xuống sân trước cửa nhà tự tử và tử vong tại chỗ. Ngày 1 tháng 1 năm 2023, thông tin với phóng viên báo Bảo vệ pháp luật, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tuyên Quang cho biết, trên địa bàn huyện Chiêm Hóa lúc rạng sáng ngày đầu năm xảy ra vụ cháy nhà khiến 5 người trong một gia đình tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định, ông VQH, sinh năm 1967, thôn Tân Lập, xã Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, do mâu thuẫn đã đốt nhà rồi nhảy từ tầng 2 ngôi nhà xuống đất tự tử. Ngay sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhận tin báo đã cử kiểm sát viên cùng cơ quan chức năng xuống khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Khoảng 03 giờ 30, ngày 1 tháng 1 năm 2023, người dân thôn Tân Lập, xã Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang phát hiện nhà ông VQH, sinh năm 1967, trú tại thôn Tân Lập bị cháy. Sau khi người dân cùng công an xã Trung Hòa đến tiến hành các biện pháp chữa cháy đã phát hiện VQH đã tử vong ở sân trước nhà. Còn tại buồng ngủ tầng một nhà ông H phát hiện 4 thi thể bị cháy biến dạng, nghi là vợ và con của H. Qua kết quả xác minh sơ bộ, do mâu thuẫn gia đình, ông VQH đã đốt nhà làm các nạn nhân tử vong, sau đó H nhảy từ tầng 2 xuống sân trước cửa nhà tự tử và tử vong tại chỗ. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an cơ sở đã phối hợp với chính quyền và tổ chức chính trị, xã hội ở địa phương đã kịp thời thăm hỏi, động viên, giúp đỡ gia đình nạn nhân và ổn định dư luận tại địa bàn. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang đang hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tiến hành các hoạt động điều tra để khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ vụ việc theo quy định.